Liên quan đến thông tin 39 người tử vong trong container tại Anh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản hòa tốc, truyền đạt ý kiến của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các huyện, thành thị, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh về việc xử lý thông tin này. Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo Ủy ban nhân dân các địa phương khẩn trương rà soát số người địa phương đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài liên quan đến thông tin nêu trên, xác định rõ danh tính, thân nhân để kịp thời động viên thăm hỏi nếu có và báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh để xử lý, đồng thời có biện pháp ổn định tình hình trên địa bàn. Một diễn biến khác, chiều 28 tháng 10, trao đổi với phóng viên báo Nghệ An, lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã cho cán bộ đến từng nhà dân có con em mất liên lạc trên đường Sang Anh để thu thập thông tin, lấy mẫu vân tay của những người mất liên lạc đang lưu hồ sơ ở quê nhà, sau đó gửi cho bộ công an. Bộ sau đó sẽ gửi những mẫu vân tay này qua anh để đối chiếu với các thi thể phục vụ cho việc nhận dạng. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Nghệ An, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh có 14 gia đình cho biết có người thân bị mất liên lạc trong quá trình vượt biên trái phép sang Anh. Phần lớn tập trung ở hai huyện Yên Thành và Diễn Châu. Một số gia đình sau khi nhận được sự xác nhận từ phía môi giới đã lập bàn thờ vọng ở quê nhà.